ăn giá đỗ còn sống hay đã nấu chín, 99% người Việt đang ăn sai cách. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, người xưa thường có câu thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Có lẽ tất cả chúng ta đều đã không còn xa lạ gì với món ăn giá đỗ. Đây là món ăn quen thuộc của rất nhiều thế hệ gia đình Việt Nam. Giá đỗ thì có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Người thích ăn sống nhưng có người lại thích luộc, xào hay ăn cùng với lẩu. Vậy theo các bạn thì nên ăn giá đỗ sống hay chín? Cách nào mới là tốt nhất cho sức khỏe? Có rất nhiều đáp án được đưa ra, tuy nhiên nên nghe theo ai, nên ăn giá đỗ ra sao thì đến thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhiều người cảm thấy hoang mang đúng không ạ? Để giải đáp cho câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay của An Tâm Sống Khỏe. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đều từng ít nhất một lần được ăn giá đỗ và thưởng thức hương vị thơm ngon của chúng. Bữa sáng, bạn thường cho một chút giá đỗ sống vào tô bún phở nóng để ăn. Bữa trưa, bạn lại thích ăn với một chút rau sống kèm với giá đỗ để chống ngấy cho bữa cơm thêm phần ngon miệng. Trong bữa tối, bạn lại muốn ăn giá đỗ xào với thịt bò. Vậy là rất có thể bạn đã ăn giá đỗ cả ngày. Nhưng có khi nào bạn đặt ra câu hỏi rằng ăn giá đỗ sống có tốt hay không, hay ăn giá đỗ chín tốt hơn? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời chính xác nhất trong chương trình hôm nay quý vị nhé! Trước khi khẳng định việc ăn giá đỗ sống hay chín là tốt, bạn cần nắm được các lợi ích tuyệt vời của giá đỗ đối với sức khỏe. Thứ nhất, ăn giá đỗ giúp tăng cường lưu thông máu. Bạn có thể ăn thêm giá đỗ để được hỗ trợ cho sức khỏe tuần hoàn máu của bạn. Các khoáng chất có trong đó đảm bảo rằng cơ thể của bạn sẽ nhận được đủ oxy để hoạt động hiệu quả. Giá đỗ cũng góp phần duy trì sức khỏe tuần hoàn do số lượng sắt được tìm thấy trong đó tương đối cao. Mức độ đầy đủ của sắt trong cơ thể bạn sẽ giúp bạn tránh được mệt mỏi, chóng mặt và yếu cơ. Tác dụng thứ hai, ăn giá đỗ thúc đẩy tiêu hóa, chống táo bón. Bạn cũng biết đấy, chất xơ là một loại chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng để duy trì hoạt động của bạn. Bạn có thể nhận được nhiều chất xơ từ giá đỗ và ngăn ngừa tình trạng béo phì. Một phần nhỏ giá đỗ trong khẩu phần ăn của bạn là đủ để thoát khỏi chứng khó tiêu, chứng bụng, đầy hơi. Nó cũng sẽ giúp điều chỉnh nhu động ruột và trở thành một nguồn tuyệt vời để ngăn ngừa chứng rối loạn tiêu hóa. Tác dụng thứ ba, ăn giá đỗ giúp giảm căng thẳng và trầm cảm. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên tiêu thụ nhiều giá hơn vì trong giá đỗ có chứa kẽm, magie, vitamin C. Các dinh dưỡng này có khả năng duy trì sức khỏe tâm lý của bạn. Magie cũng được biết đến với tác dụng cân bằng tâm trạng và thúc đẩy giấc ngủ, từ đó làm giảm mức độ căng thẳng và lo âu. Nếu như gần đây bạn cảm thấy mình đang mệt mỏi quá độ vì công việc hay lo lắng vì một vấn đề nào đó mà không tìm được cách giải tỏa, hãy thử bổ sung thêm giá đỗ vào bữa ăn hàng ngày xem sao, chắc chắn kết quả sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Tác dụng thứ tư, ăn giá đỗ giúp ngăn ngừa ung thư. Bạn có biết rằng đậu xanh sau khi ngâm thành giá đỗ thì giá trị dinh dưỡng sẽ tăng cao hơn gấp nhiều lần. Vitamin B tăng gấp 4 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B tăng 30 lần. Đây đều là những con số đáng kinh ngạc, do đó ăn giá đỗ thường xuyên sẽ giúp bạn kìm hãm sự phát triển của bệnh ung thư, chống oxy hóa, phòng chống viêm, đặc biệt là ngăn ngừa ung thư vú. Vitamin E có trong giá cũng giúp thụ thai dễ dàng, hạn chế phát triển bệnh Parkinson, chống xơ vữa bệnh máu và yếu sinh lý. Tác dụng thứ 5, ăn giá đỗ thường xuyên giúp chống béo phì, giảm cân hiệu quả. Việc giảm cân có thể trở thành một nhiệm vụ khó khăn nếu bạn không tìm được nguồn thực phẩm phù hợp. Những người thừa cân đòi hỏi bữa ăn bổ dưỡng với lượng calo tối thiểu để cắt giảm năng lượng đưa vào cơ thể. Và giá đỗ là một lựa chọn hợp lý trong trường hợp này. Bạn có thể ăn bao nhiêu bạn muốn do hàm lượng chất béo trong giá đỗ bằng không. Bạn có thể kết hợp nó với món xào, salad hoặc ăn sống để nhận được vitamin, khoáng chất và giảm cân mà không làm tổn hại sức khỏe của bạn. Với ngần ấy tác dụng tuyệt vời như vậy, nhiều người sẽ ngay lập tức muốn bổ sung giá đỗ vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình để bồi bổ cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn đã biết rằng ăn giá đỗ sống hay chín thì tốt cho sức khỏe hay chưa? Ăn giá đỗ sống hay chín là tốt cho sức khỏe. Nhiều người ăn giá đỗ như một loại rau sống. Trước tiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng có đưa ra lời khuyên, mọi người là không nên ăn giá đỗ sống thường xuyên vì giá thường được trồng ở nhiệt độ từ 30 đến 35 độ C. Đây là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Ăn giá đỗ sống nhiều rất có thể tăng nguy cơ nhiễm các loại vi sinh vật, vi khuẩn vào cơ thể, từ đó gây nên các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, ngộ độc. Nếu ăn quá nhiều, còn có thể gây mắc chứng bệnh ung thư.
Chưa kể đến có rất nhiều nguồn thông tin về giá đỗ không an toàn. Hiện nay nhiều người vì muốn tiết kiệm tối đa chi phí nên đã sử dụng nước bẩn, nước ao hồ bị ô nhiễm để tưới giá đỗ rồi đem bán cho người tiêu dùng. Những ngọn giá đó chính họ là người trồng nhưng cũng chẳng bao giờ dám ăn mà chỉ đem bán lấy lãi thôi. Ngoài ra còn có luồng thông tin được tiết lộ từ chính miệng người trồng rằng để giúp ngọn giá đỗ trông mập mạp, bắt mắt, nhanh dài và thu bán được thì họ đã sử dụng chất kích thích tăng trưởng. Nếu bình thường phải đợi một tuần thì bây giờ chỉ sau một đêm là đã có thể thu hái và đem ra chợ bán được rồi. Người mua nhìn giá đỗ bóng đẹp, rất thích nên bán chạy. Còn loại giá đỗ sạch, không bơm thuốc thì ngọn giá nhỏ, gầy, nhìn không hấp dẫn nên người mua ít mua hơn. Dần dần để chạy theo lợi nhuận thì người ta đã bỏ mặc lương tâm của mình và cứ thế bán giá bẩn cho khách hàng. Vậy nên các chuyên gia y tế có một lời khuyên rằng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mọi người nên hạn chế ăn giá đỗ sống. Nếu ăn thì trước khi ăn bạn cần rửa giá đỗ thật sạch với nước, ngâm với nước muối để loại bỏ hết những chất bẩn, vi khuẩn còn bám trên giá. Tốt nhất là nên trần giá đỗ trước khi ăn. Sai lầm khi ăn giá đỗ. Bên cạnh việc ăn giá đỗ sống gây nguy hại cho sức khỏe, rất nhiều người đặc biệt là các bà nội trợ còn mắc phải một số sai lầm khác khi ăn giá đỗ, làm giảm đi giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này, đồng thời khiến cơ thể gặp nhiều nguy hiểm như sau. Sai lầm thứ nhất, ăn giá đỗ khi đang bị đau dạ dày. Nếu như bạn bị đau dạ dày thì hãy tránh xa món giá đỗ bởi nó không tốt cho chiếc dạ dày của bạn, nhất là những người có biểu hiện chân tay lạnh, thiếu sức lực, đau bụng, lưng và chân đau nhức đi ngoài phân lòng. Những người này nếu ăn giá đỗ càng làm bệnh tình trở nên nặng thêm. Giá đỗ có tính hàn, thậm chí có thể khiến bạn bị đau bụng đi ngoài, dẫn đến mất nước, huyết khí ngừng trệ, làm cho cơ bắp khớp bị đau nhức, tì dạ dày yếu, lạnh, dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa, ví dụ như là bị viêm dạ dày mãn tính. Sai lầm thứ hai, ăn giá đỗ khi đang uống thuốc. Bạn có biết rằng một trong những khả năng mạnh mẽ nhất của giá đỗ chính là giải độc cho cơ thể và đồng thời cũng làm mất đi các tác dụng của thuốc. Vậy nên nếu như bạn đang trong quá trình uống thuốc thì không nên ăn giá đỗ kẻo làm mất tác dụng của thuốc. Thứ ba, ăn giá đỗ xào với gan lợn. Có lẽ giá đỗ xào với gan lợn đã trở thành món ăn quen thuộc đối với rất nhiều gia đình. Tuy nhiên, sự kết hợp của hai loại thực phẩm này lại là một sai lầm. Nguyên nhân là bởi trong giá đỗ có chứa rất nhiều vitamin C, còn trong gan lợn lại có chứa đồng và sắt tương đối cao. Nếu kết hợp hai thực phẩm này, sắt và đồng có trong gan lợn sẽ khiến vitamin C bị oxy hóa, biến thành chất bã, mất hết tác dụng, gần như không còn chất dinh dưỡng gì cả. Sai lầm thứ tư, ăn giá đỗ khi bụng đói. Xin được nhấn mạnh lại với bạn một lần nữa là giá đỗ mang tính hàn, ăn khi bụng đói sẽ làm hại tới dạ dày. Nếu cố tình ăn giá đỗ vào lúc này, nhất là ăn với số lượng nhiều, sẽ khiến khí huyết ngừng trệ, gây mệt mỏi, đau nhức cơ bắp, tì vị yếu, dẫn đến bệnh về đường tiêu hóa. Để phát huy tác dụng của giá đỗ thì bạn nên ăn cùng với các thực phẩm khác trong bữa ăn để tăng cường sức khỏe và bảo vệ cơ thể. Sai lầm thứ năm, ăn quá nhiều giá đỗ. Chúng ta đều biết rằng giá đỗ là một loại rau khá nhiều chất dinh dưỡng. Nếu loại rau này được làm theo một cách thông thường chỉ là ngâm, ủ truyền thống thì nó vẫn rất sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, hiện nay vì lợi ích kinh tế, người làm giá đỗ thường sử dụng một số loại thuốc kích thích để tăng sản xuất. Vì thế, nếu ăn giá đỗ bẩn trong một thời gian dài sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy, trong đó phải kể tới bệnh nguy hiểm như ung thư. Quý vị thân mến, chúng ta có thể thấy giá đỗ đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay do nhiều người ham lợi đã thêm hóa chất vào giá đỗ để bán cho người tiêu dùng. Vậy nên lý tưởng và an toàn nhất là chúng ta tự gieo trồng giá đỗ tại nhà. Trong phần tiếp theo của video, An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ tới quý vị 3 cách làm giá đỗ tại nhà cực kỳ đơn giản. Chỉ sau 3 ngày là có giá đỗ sạch để ăn, giòn, ngọt, mát và an toàn, không chứa chất kích thích. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, cách làm giá đỗ bằng chai nhựa đơn giản nhất. Chuẩn bị một chai nhựa 1,5 lít, rửa sạch trước khi dùng, que nhọn và dao để đục lỗ chai. 50g hạt đỗ xanh, chọn loại đỗ xanh ta, hạt nhỏ và chắc. Nước sạch, các bước làm giá đỗ bằng chai nhựa như sau. Bước thứ nhất, ngâm hạt đỗ xanh, pha nước sạch với tỷ lệ 3 sôi, 2 lạnh, rồi đổ hạt đỗ xanh vào ngâm trong 1 tiếng. Khi ngâm, dùng tay chà sát hạt đỗ xanh một chút, nếu ngâm trong nước lạnh thường thì chỉ cần 4 đến 8 tiếng. Bước thứ hai, cắt chai nhựa rửa sạch, để khô, dùng que đục thành từng lỗ tròn nhỏ và cách nhau khoảng 3cm quanh thân chai và dưới đáy chai, giúp lưu thông không khí, tránh ứ đọng nước khi làm giá. Bước thứ ba, cho đỗ đang ngâm vào chai rồi đặt vào chai nhựa ở một chỗ trống, không để ánh sáng lọt vào, đặt chai nằm ngang để các hạt đậu không bị dồn vào một chỗ.
Bước thứ tư, cho đỗ uống đủ nước. Mỗi ngày cần cho đỗ uống đủ nước từ 2 đến 3 lần, sáng, trưa và tối. Ngâm chai đỗ vào chậu nước khoảng 1 phút rồi nhấc lên, để chảy hết nước rồi cất lại vào chỗ tối. Bước thứ năm, thu hoạch. Sau khoảng 3 ngày là có thể thu hoạch được giá đỗ. Cắt đáy chai hoặc cắt theo hình chữ L và dốc đỗ ra để tránh đỗ bị gãy. Giá đỗ làm bằng chai nhựa nhanh, được thu hoạch, giá mập mạp, tươi giói, đầu đỗ chưa bung hoàn toàn, khi nấu ăn vẫn cảm nhận được độ bùi của đầu đỗ. Cách thứ hai, cách làm giá đỗ bằng sổ nhựa. Chuẩn bị bao gồm đỗ xanh 100g, sổ nhựa hoặc tre đều có thể dùng được, nước, khăn phủ, nồi hoặc chậu để ủ. Các bước làm giá đỗ như sau. Bước thứ nhất, đỗ xanh ngâm nước lạnh qua đêm từ 6 đến 8 tiếng. Bước thứ hai, cho đỗ xanh đã ngâm vào rổ, dùng khăn phủ lên, lấy một chiếc đĩa đặt lên trên, sau đó cho cả rổ vào trong nồi hoặc chậu để ủ trong bóng tối. Mỗi ngày sáng, tối, nhúng cả rổ vào chậu nước khoảng 5 phút rồi vớt ra, để hết nước và lại cho vào chậu tối. Bước thứ ba, thu hoạch giã đỗ sau từ 2 đến 3 ngày, dùng kéo cắt hết các lớp rễ, đâm ra ngoài chiếc khăn để dễ thu hoạch và vệ sinh, chuẩn bị cho mẻ ủ mới. Giã đỗ ủ bằng rổ nhựa hoặc rổ tre sẽ cho những mầm chắc, to và mập. Khi ủ, các bạn nên để chỗ tối sạch sẽ để có mẻ giã trắng và đẹp. Cách thứ ba, cách làm giã đỗ bằng khăn. Chuẩn bị đỗ xanh 100g, khăn xô hoặc khăn vải bông, rổ hoặc khay đựng. Các công đoạn làm giá đỗ bằng khăn như sau. Bước thứ nhất, ngâm đỗ xanh trong nước ấm với tỷ lệ 3 sôi, 2 lạnh. Thay nước sau 6 tiếng một lần, ngâm đủ 12 tiếng thì vớt ra. Lúc này đỗ đã nứt và đã thấy mầm. Bước thứ hai, đổ hạt đỗ vào rổ, xả sạch nước dưới vòi để tránh mầm đậu bị gãy sát. Bước thứ ba, dùng một chiếc rổ nhựa hoặc một khay có thể thoát nước được, trải một lớp khăn xô hoặc khăn vải mỏng xuống đáy khay hoặc rổ, trải đều đỗ lên khắp bề mặt rồi dùng một chiếc khăn khác đã nhúng nước chùm lên, sau đó mang để vào nơi thoáng mát, không có ánh nắng mặt trời, cứ 4 tiếng thì lại dội thêm nước lạnh lên trên bề mặt khăn. Bước thứ tư, thu hoạch giá sau 3 ngày, lớp giá trên đều, mập và rễ không quá nhiều, có thể dùng dễ dàng để lấy ra, vệ sinh chuẩn bị cho mẻ sau. Lưu ý rằng chỉ dùng bình xịt để phun nước cho giá, không tưới nước mức đọng nước, giá sẽ bị úng. Không để ra ngoài ánh nắng mặt trời, giá vươn cao, khiến giá bị gầy, ăn không ngon. Quý vị thân mến, giá đỗ được biết đến là một loại rau mang lại nhiều loại dưỡng chất cho con người. Tuy nhiên, nếu ăn giá đỗ không đúng cách cũng đem lại rất nhiều tác hại. Hy vọng những lưu ý khi ăn giá đỗ cùng với cách ăn đúng mà An Tâm Sống Khỏe đã chỉ ra trên đây sẽ giúp quý vị yên tâm thưởng thức loại rau này mà không lo ngại cho sức khỏe. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.